Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật 17 đảng viên. Ông Lê Thành Vân bị bắt vì liên quan vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng. Cận cảnh dự án khiến loạt lãnh đạo xã ở Phú Quốc nhúng chàm. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 4 cán bộ vi phạm kê khai tài sản, thu nhập Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Ủy ban kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu trình Bộ Chính trị ký ban hành 3 quyết định chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy ban kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, yêu cầu 10 ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra với Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 7 tổ chức đảng, kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Về kiểm soát tài sản, thu nhập, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp, qua đó, cơ quan kiểm tra của đảng đã kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý. Cơ quan này đã đề nghị bộ chính trị, ban bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp. Báo cáo kết quả thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, ủy ban kiểm tra trung ương cho biết, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng, cảnh cáo 57, khiển trách 108 và 7.858 đảng viên, khiển trách 6.224, cảnh cáo 1.145, cách chức 157, khai trừ 332. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 người, khai trừ khỏi đảng 6, cách chức 1, cho thôi các chức vụ với 5 người do có khuyết điểm, vi phạm. Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng, cảnh cáo và 6 đảng viên, cảnh cáo 3, khiển trách 3. Ban Bí thư thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng, cảnh cáo 3, khiển trách 2 và 27 đảng viên khai trừ 26 cách chức 1. Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cơ quan kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, chủ động lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tham mưu về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ Chính trị ban bí thư các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng 14, trong đó có công tác thẩm định nhân sự, tham gia ý kiến về quy hoạch, bổ nhiệm, luân truyền, giới thiệu, ứng cử cán bộ. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 10 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi căn cứ tài liệu điều tra vụ án, căn cứ quy định pháp luật, ngày 10 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định lệnh trên. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án phân lô bán đền tại thành phố Phú Quốc, tính đến cuối tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bắt tạm giam 13 đối tượng. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, kiên quyết xử lý theo pháp luật nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11 năm 2021, hai anh em ruột Đặng Văn Lĩnh và Đặng Văn Hùng cùng với Lê Minh Điệp là em vợ Lĩnh mở công ty LHD với ngành nghề môi giới tư vấn kinh doanh bất động sản. Các đối tượng giao Điệp làm giám đốc công ty, Lĩnh và Hùng là thành viên góp vốn. Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp với Mark là giám đốc công ty LHD đã cùng với Lĩnh, Hùng tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã Cửa Cạn, xã Cửa Dương và lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng. Từ các dự án tự vẽ ra không có thật, các đối tượng giới thiệu, quảng cáo chào bán các lô nền đất cho khách hàng bằng hình thức lập vi bằng mua bán tại các văn phòng thừa phát lại ở thành phố Phú Quốc để thu lợi bất chính gần 250 tỷ đồng. Cơ quan điều tra còn xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và 2022 có biến động số dư nợ trên 1.000 tỷ đồng. Nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất. Giữa tháng 4, giám đốc cùng nhiều nhân viên công ty LHD bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, loạt chủ tịch, cựu chủ tịch xã cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ làm ngơ cho các hoạt động phân lô bán nền đất rừng, đất nhà nước quản lý. Cụ thể gồm các ông Du Việt Thanh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Cạn, Trần Văn Việt, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân xã Cửa Dương và Nguyễn Văn Nhưỡng, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bãi Thơm. Bước đầu điều tra xác định, thời điểm còn đương chức chủ tịch ủy ban nhân dân xã Cửa Cạn, ông Thanh đã nhận hối lộ một ô tô Mercedes GLC 300 và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng của các đối tượng trong công ty LHD để làm ngơ cho các hoạt động phân lô bán nền đất rừng, đất nhà nước quản lý. Sau khi ông Thanh bị bắt ngày mùng 2 tháng 5, ông Đoàn Thanh Tuấn, sinh năm 1985 Công chức địa chính xã Cửa Dương đã đến công an thành phố Phú Quốc đầu thú, khai nhận việc đã nhận tiền hối lộ của nhóm đối tượng này là 50 triệu đồng để làm ngơ bỏ qua các vi phạm của họ. Sau đó Hoàng Minh Tuấn, 39 tuổi, đội trưởng đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn, Nguyễn Tuấn Anh, 42 tuổi, đội trưởng đội quản lý bảo vệ rừng bãi dài, xã Cửa Dương và Ngô Thanh Tân, 47 tuổi, đội trưởng đội quản lý bảo vệ rừng bến Tràm, xã Cửa Dương cùng đến công an thành phố Phú Quốc đầu thú và giao nộp số tiền nhận hối lộ của nhóm đối tượng công ty LHD. Theo đó, Tuấn khai nhận hối lộ 95 triệu đồng, anh nhận 30 triệu đồng và Tân nhận 50 triệu đồng. Ngày 15 tháng 5, tới lượt ông Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Dương ra đầu thú, khai nhận hành vi nhận hối lộ 2 tỷ đồng và hai cây tùng La Hán trị giá 500 triệu đồng. Thời điểm nhận hối lộ từ năm 2021 đến năm 2022 khảo sát cận cảnh dự án khiến loạt lãnh đạo xã ở Phú Quốc bị khởi tố, bắt giam. Một người phụ nữ giới thiệu tên D có nhà tại khu vực này đã tự tin giới thiệu hiện đang sở hữu 3 nền, trong đó hai nền liền kề, giá cả tùy thuộc vào vị trí. Bà D cho biết đất này không có giấy tờ, tôi mua từ cuối năm 2021. Tôi cam kết đất này không tranh chấp với ai, nếu anh không mua, tôi bán lại với giá 400 triệu đồng một nền, diện tích khoảng 100 mét vuông, còn nhà xây sẵn thì hơn 1 tỷ đồng, có thể vào ở luôn. Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị T.N, sinh năm 1992, trú ở phường Hải Châu một, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, N là kế toán trưởng công ty cổ phần Lê Minh Long có trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Đầu năm 2022, N đầu tư tiền ảo chứng khoán bị thua lỗ, vay nợ nhiều người mà mất khả năng chi trả. Lợi dụng vị trí kế toán, N đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để tiếp tục đầu tư với hy vọng gỡ gạc. N đã giả chữ ký phó giám đốc phụ trách tài chính của công ty để ký các tờ xét, ủy nhiệm chi hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi do phó giám đốc ký mà N được giao quản lý. Qua đó, N bị cáo buộc đã chiếm đoạt của công ty hơn 17,2 tỷ đồng. Cùng với đó, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2023, N được công ty giao nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay, nhưng nữ kế toán này dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt thêm của công ty số tiền là 680 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Trần Thị T.N về tội tham ô tài sản. Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nhân thân lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn, nên TN được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị ra soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước với các dự án gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, yêu cầu 10 ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cộng trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập với 39 trường hợp. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp trong công tác kiểm tra, cơ quan kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên, có 1.720 cấp ủy viên, chiếm 60,3%. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kết luận 613 tổ chức đảng, chiếm 76,2%, 2.390 đảng viên, chiếm 83,8%, có vi phạm, khuyết điểm. Xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức đảng, 1.137 đảng viên. Trong đó, qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền. Đề nghị Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13.257 tổ chức đảng. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra 13.245 tổ chức đảng. Kết luận, có 10.198 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, chiếm 76,9%. Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng, cảnh cáo 57, khiển trách 108 và 7.858 đảng viên, khiển trách 6.224, cảnh báo 1.145, cách chức 157, khai trừ 332. Trong đó Ban chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật 7 nhân sự, khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1, cho 5 nhân sự thôi các chức vụ do có khuyết điểm vi phạm. Bộ chính trị thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng cảnh cáo, 6 đảng viên cảnh cáo 3, khiển trách 3. Ban bí thư thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng cảnh cáo 3, khiển trách 2, 27 đảng viên khai trừ 26, cách chức 1. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức Đảng và 3.147 đảng viên có 1.078 cấp ủy viên, chiếm 34,2%. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng, cảnh cáo 59, khiển trách 22 và 103 đảng viên, khai trừ 8, cách chức 1, cảnh cáo 64, khiển trách 30. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2024 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Tại công điện, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm. Hiện nay, một số dịch bệnh lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng, đồng thời cũng ghi nhận giải rác các trường hợp mắc một số bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine như ho gà, bạch hầu. Để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè năm 2024, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp và huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong giai đoạn mùa hè chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát đồn đốc các địa phương đơn vị về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế cách ly kịp thời xử lý triệt đề ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, giả soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi và khuyến khích việc tiêm vaccine phòng bệnh đối với phụ nữ mang thai. Tổ chức chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải, động nước với thông điệp mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt loang quang, bọ gậy tại hộ gia đình, thực hiện thông thoáng nơi ở, nơi làm việc và khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời xây dựng các sản phẩm thông điệp truyền thông về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với phong tục tập quán ngôn ngữ của từng địa phương và tổ chức bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố họp dân tập huấn hướng dẫn tại chỗ tờ rơi loa đài phát thanh báo chí truyền hình Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm trước đây lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Từ khi vaccine phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận một số ít trường hợp lẻ tẻ do không tiêm vaccine phòng bệnh, thường xảy ra ở khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm B, có tính chất gây dịch, chủ yếu lây truyền theo đường hô hấp do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 70% là ở trẻ dưới 15 tuổi và chưa tiêm vaccine. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin, bệnh bạch hầu có tỷ lệ tử vong cao hơn so với COVID-19 và có nguy cơ lây lan thành đại dịch. Liên quan đến thông tin này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh bạch hầu là một bệnh nguy hiểm, đặc biệt là với nhóm chưa tiêm chủng đầy đủ hoặc nhóm đã tiêm phòng nhưng hiệu lực bảo vệ vaccine đã hết, nguy cơ tử vong ở nhóm này có thể lên tới 10 tới 20%. Tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu cao hơn COVID-19, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm lại thấp hơn rất nhiều. Bạch hầu có thể gây ra một số vụ dịch giải rác ở một khu vực, nhưng không thể gây ra đại dịch như COVID-19. Do đó người dân có thể yên tâm và không cần quá lo lắng, bác sĩ cấp thông tin. Bác sĩ cấp lưu ý người buộc phải tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường hô hấp như giữ khoảng cách với bệnh nhân, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc, vệ sinh bề mặt của các vật dụng mà bệnh nhân từng chạm vào. Người bệnh cần đeo khẩu trang che miệng khi ho, hắt hơi. Những trường hợp đã tiếp xúc với người bệnh mà không có biện pháp bảo hộ cần được theo dõi và xét nghiệm vi khuẩn trong vòng 7 ngày. Nhóm này cũng có thể dùng kháng sinh dự phòng như là penicillin, erythromycin, azithromycin. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng cho rằng những trường hợp đã tiếp xúc với ca bệnh vừa qua cũng không nên có hoang mang. Hiện bệnh bạch hầu đã có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh. Những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh sẽ được uống thuốc kháng sinh dự phòng để diệt vi khuẩn bạch hầu, giúp phòng tránh nguy cơ phát bệnh nếu không may nhiễm vi khuẩn. Theo bác sĩ cấp, cách phòng bệnh bạch hầu hiệu quả nhất vẫn là tiêm chủng vaccine. Hiệu lực bảo vệ của vaccine phòng bệnh bạch hầu kéo dài khoảng 10 năm. Sau 10 năm, hiệu lực của vaccine giảm dần. Do đó, người dân cần tiêm nhắc lại vaccine sau 10 năm để tăng hiệu quả phòng bệnh. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Trong trường hợp phải hoãn tiêm thì mọi người cần tham gia tiêm chủng bổ sung sớm nhất có thể. Người dân tại nơi có ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc điều trị dự phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và khuyến cáo của cơ quan y tế. Mới đây, đội quản lý thị trường số 22, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra đột xuất 5 gian hàng kinh doanh tại khu vực đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 50.000 sản phẩm với tổng khối lượng trên 20 tấn hàng hóa là mỹ phẩm, dầu gội, kem đánh răng trẻ em các nhãn hiệu Aglip Repair Toner, OHBT, Mamacos, Ozone do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu hết hạn sử dụng. Đặc biệt, lực lượng chức năng ghi nhận một lượng lớn hàng hóa là kem đánh răng trẻ em, nhãn hiệu Ozone và nhiều mỹ phẩm đang được tẩy đết cũ đã hết hạn sử dụng và in dập đết mới với hạn sử dụng vài năm so với hạn sử dụng đã hết trước đó qua kiểm tra xác định, chủ hộ kinh doanh là ông Lại Vũ Thắng, sinh năm 1988, sống tại phường Xuân Đình, Bắc Từ Liêm. Lại Vũ Thắng thuê kho hàng và ngụy trang bên ngoài là cửa hàng ăn để cảnh giới, mua vỏ bao bì để đóng gói vào đêm khuya và thời điểm vắng người qua lại. Thắng nhập toàn bộ các mặt hàng mỹ phẩm của Trung Quốc đã hết hạn sử dụng vào kho, thuê 10 nhân viên dùng chất tẩy acetone xóa hạn sử dụng và sử dụng 5 máy dập dán nhãn sử dụng mới theo các năm của từng sản phẩm có giá trị hàng hóa khác nhau ngoài ra với các sản phẩm dầu gội do thái lan sản xuất thắng chỉ đạo nhân viên thay tem nhãn bằng chữ nhật bản để bán được giá cao hơn để phân phối sản phẩm thắng thuê người quản lý tổ chức bán hàng hóa qua sàn thương mại điện tử sau đó với mối quen thì giao hàng trực tiếp làm việc với đoàn kiểm tra chủ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm Đồng thời, đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của thắng, khai thác mở rộng các đầu mối nhập hàng và mua hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.